Hành trình qua cánh đồng chết. Chương 10. Linh hồn kẻ sống sót. Số 21. Tác giả: Charity Him trời đi xuyên qua kẽ hở trong lều, một mình tôi nằm co người lại, đắp chiếc khăn, mắt tôi nhìn đăm đăm vào những hạt bụi thật đẹp tung lên trong ánh nắng ban mai. Suốt cả ngày, tôi cứ nằm đây nhìn vào bóng tối cho đến khi mệt lử. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc lên. Mắt tôi lại mở ra Nhìn vào đám bụi bay trong nắng rồi lại chờ đợi màn đêm buông xuống, tôi suy nghĩ nhưng không biết chắc mình đang suy nghĩ gì. Tôi không nhớ được làm sao mình lại đến đây, một trại lao động. Thậm chí tôi cũng không nhớ được tên của nó nữa. Tôi mơ hồ nhớ điều gì khủng khiếp đã xảy ra với Mắc, nhưng vết thương về cái chết của mẹ thì vẫn còn tươi rói đêm và ngày trôi qua tôi tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với các chị tôi ai đã mang tôi đến đây người tôi rất yếu nhưng tôi không thấy thèm ăn bên ngoài những chỗ hở của căn lều tôi nghe thấy tiếng nói những tiếng nói ấy những mệnh lệnh ấy không bao giờ đến với tôi một người đàn bà mặc đồ đen thò đầu nhìn vào lán bà ta nói nhỏ đồng chí dậy đi làm việc tôi đưa mắt nhìn bà ta rồi nhìn đi chỗ khác một tiếng nói bên trong tôi cất lên sai rồi mình phải ăn cuối cùng tiếng nói đó đánh thức tôi dậy và tôi vâng lời khi mặt trời trói lòa tôi đứng dậy khi tôi bước ra ngoài lều tôi mang theo cả muỗng đĩa tôi bước đi siêu vẹo cố không để ngã tôi đi về phía rừng cây ở đó có một đám trẻ em đứa sắp hàng chờ lãnh thức ăn, đứa thì ngồi xổm đang ăn. Tôi lê chân đứng vào hàng, bao tử của tôi dâng lên rồi hạ xuống. Đồng chí ở đoàn nào? Một người đàn bà cầm môi múc cơm, chán bà ta nhíu lại vì tò mò. Tôi bệnh. Tôi trả lời nhỏ nhẹ, lấy chỗ trước mặt bà. Bà ta chút một đĩa cơm vào muỗng cơm, rồi bỏ một nhúm muối thô bên cạnh. Tôi thấy cái nhìn chăm chăm Cặp mắt dò hỏi của bà ta Nhưng tôi cứ bước đi Tay giữ đĩa cơm Chưa thấy con bé này ở đây bao giờ Bà ta nói Đồng chí này bị bệnh Trước nay toàn nằm bẹp trong lều Một giọng khác cất lên Thế mà tôi múc cho nó Y như những người lao động khác Người đàn bà cầu nhau Thức ăn làm cho tôi thay đổi mỗi miếng cơm nuốt vào sự sống trở lại dần dần với tôi trí óc tôi minh mẫn hơn ý tưởng về sự sống sót của mình trước đây hầu như bị xóa hết trong trí óc nay trở lại nhưng người tôi vẫn còn trống rỗng không thể đi làm việc được cho khơ me đỏ trong khi mọi người cặm cụi trên cánh đồng nắng cháy để đào mương tôi vẫn ngồi trong lều một mái tranh thấp lè tè dưới chân tôi cỏ cạ vào gây ngứa tôi nhìn ra lối vào không cửa tâm trí tôi bị hút ra ngoài tôi muốn nói với trời hỡi trời sao ngày rạng rỡ vậy mà đối với tôi lại tăm tối đến thế đời sống của tôi không có ý nghĩa gì tôi nghe chính mình nói tại sao người tôi trống rỗng đến thế đau đớn từ bên trong đến thế có phải đây là điều mà mẹ đã cảm thấy? Có phải chính điều đó đã khiến mẹ suy sụp nhanh đến vậy? Khi tôi hỏi tôi những câu hỏi này Chí tôi lại nhớ đến hình ảnh của mẹ tại bệnh viện chóc Không còn sức đề kháng Có phải mắc đã hy sinh rất nhiều cho chúng tôi? Mẹ có nhớ ba, Avi và Vin? Trời, xin đừng để cho người ta chết Xin hãy chấm dứt nỗi đau này. Lần đầu tiên trong 12 năm của cuộc đời tôi, tôi không cầu xin trời Phật ngừng nỗi đau đớn này, tôi còn đòi hỏi hành động của người. Tôi muốn có một lời nói cho nỗi đau của tôi, của gia đình tôi và của những người khác. Tôi còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây? Tôi tra vấn lòng thương xót tính chất thiêng liêng của trời, giống như trước kia tôi từng tranh luận với cha tôi. Chính ngay bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lại về một mùa hè ở Nông Penh ngày trước khi tôi xin ông cho tôi đi học ở một trường tư thục. Ta không trả lời được hay không, ông chỉ bảo tôi còn nhỏ, lúc đó tôi 8 tuổi và chưa cần phải học trường tư. Ba mỉm cười giải thích. Nếu tất cả những đứa con của ba đều muốn học trường tư thì tiền sách tiền trường sẽ làm ba chết mất. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi bảo với ba, nếu chị chê vào học trường tư thục anh ngữ được và mua những cuốn sách bìa cứng đắt tiền được thì tại sao tôi lại không được học hè ở trường tư? Con muốn học thêm toán, tại sao con lại không được làm thế, ba? Tôi nói, đứng trước mặt cha mẹ khi ba đang ăn sáng. Ba im lặng, miệng vẫn nhai, mắt nhìn ông, ba vẫn im lặng. Sáng đó, tôi cần đến trường dự buổi học đầu tiên. Tôi đã cầm sẵn giấy và bút. Tất cả những gì ba cần phải làm là trả tiền thôi. Vẫn im lặng. Tôi bật khóc. Con muốn đi học mà ba không muốn trả tiền cho con học. Con thật chẳng có quan trọng gì đối với ba hết Mắt mũi tôi đỏ ké Ba ngạc nhiên Ông chưa thấy đứa bé nào chạc tuổi tôi Lại đòi đi học quyết liệt như vậy Thôi đừng khóc nữa bà nhăn răng cười Thôi được rồi bà sẽ trả tiền cho con học Con bé hạt tiêu nhiều tham vọng này Mặt mắt rạng rỡ Tôi cười qua nước mắt Rồi ba chân bốn cẳng chạy tới trường Đó là người cha trần thế của tôi Ông hiểu được khi tôi lý luận với ông Một nhà sư có lần bảo với Mark rằng Tôi là con trời Nếu quả thật thế Thì trời hẳn phải hiểu nỗi đau khổ của tôi Và chấm dứt nó cho tôi chứ Tôi nhắm mắt lại Tim tôi lại nhức nhối Ngồi trên nền đất Ngay lối đi vào lều Tôi đưa mắt ngắm mặt trời xa đỏ rực Mặt trời đang lặn Lạ thay Không ai bắt tôi làm việc có lẽ mọi người chững lại vì cách tôi cử động cách tôi nhìn và nhất là thấy tôi đang lạc lối trong chính cái đầu của mình trong một thời gian dài tôi đã lo lắng nhưng bây giờ thì tôi cũng không biết nữa tôi cũng không sợ cả bà lãnh đạo đoàn thậm chí không nhớ nổi bà ta ra sao có lẽ bà là người thường dí đầu tôi vào lều gọi tôi là đồng chí bà có thể gọi tôi nhưng tôi thì đã lẩn trốn trong tâm trí mình đôi khi tôi thoáng nhớ mắc nhưng không gì hơn là những mảnh vụn của ký ức rồi cánh cửa tâm hồn của tôi đóng sập lại và tôi lại lặng yên như đêm tối mặt trời chìm xuống tôi lại rút vào một góc lều đột nhiên một bóng người bỏ tới làm tim tôi nhảy dựng à thi giọng người phụ nữ thì thào chị em cho em cơm cháy đây chị ra hả tôi buột miệng kêu lớn hơn mình tưởng chị ra suỵt tôi chị gấp gáp bảo tôi là ngày mai chị sẽ trở lại rồi chị biến đi chị đến rồi đi ngay lập tức tôi cầm miếng cơm cháy trong bóng tối người vẫn còn tê liệt vì sự xuất hiện đột ngột của chị làm sao chị biết tìm tôi ở đây bao tử tôi réo lên và miệng tôi ứa nước bọt khi tôi hít mùi thơm của miếng cơm cháy tôi ăn từng miếng một thưởng thức mùi vị giống hơi cà phê của miếng cháy mỗi một miếng cắn tôi hy vọng tôi trông đợi đến ngày mai đó là điều tôi không cảm thấy từ lâu nay ngày u ám hãy còn sớm trẻ con và các đoàn cơ động đã lên đường đi làm việc chị ra đến như đã hứa bước vội vào trong lều tôi chị đưa ra chỉ thị ngắn gọn mình đi ngay đến khu ba chị nắm tay tôi dẫn đi đúng hơn là kéo tôi ra khỏi lều một phần thân thể tôi căng ra tôi bước gấp theo chị vội lên bước nhanh hơn nữa chị ra lệnh cho tôi lo lắng tôi theo sau chị nhìn chân chị lướt đi tôi muốn bước nhanh như chị nhưng chân tôi chỉ bước được khoảng một phần ba khoảng cách mà chị bước ống quần đen của chị đập phành phạch vào bắp chân chiếc áo cũ sờn được vén tay lên để lộ cánh tay nâu vàng trẻ trung vẻ đẹp mượt mà của chị làm tôi ngây ngất sung sướng cánh tay chị đong đưa như thể chị đang chèo để băng tới trước lao động nhọc nhằn đã không cướp nổi đi vẻ đẹp thành thị của chị ngay cả trong bộ đồng phục tả tơi bạc màu trông chị vẫn khỏe mạnh đầy sức sống người chị tràn đầy sinh lực so với tôi chị nhanh nhẹn như một con thỏ còn tôi thì ỉ ạch đằng sau như con rùa tôi không thể tiếp tục được nữa chị ra tại sao chúng ta phải đến khu 3 để xin thức ăn đình nhanh lên chị bỗng nói có thể bọn trừ lốp trông thấy chúng ta đó Thôi bước dài chân lẹ lên Chị đưa mắt nhìn xuống chân Như để chỉ cho tôi biết cách bước dài hơn Tôi cố gắng đưa cái chân cứng đơ của mình về phía trước Cũng chẳng bước nổi Chị ra lo lắng quay đầu về phía sau Chị lại ra lệnh cho tôi bước nhanh hơn Giọng chị căng thẳng, sắc và bực tức Nhưng em nhỏ hơn chị và lại em còn yếu mà Tôi thấy giận chị Với chị chê Chẳng bao giờ như vậy Tôi ra lệnh cho mình đi vội lên Tôi nghe chị đủ thứ Nhưng có vẻ chị không lưu ý Chỉ di chuyển nhanh về phía trước Mặt trời bây giờ trói trang Từng giọt mồ hôi To tướng rơi từ trên đầu tôi xuống Theo sau chị cha Tôi vừa đi vừa chạy Nước mắt tôi tràn ra Nóng bỏng Tôi có cảm giác như bị những cặp mắt vô hình quan sát. Tôi tưởng tượng một tiếng nói mạnh mẽ ra lệnh cho chúng tôi dừng lại. Chính sự tưởng tượng đó thúc cho chân tôi bước nhanh hơn. Bỗng trước mặt tôi hiện ra một chỗ trũng xuống dài và rộng. Phong cảnh thay đổi, tôi hụt hơi, chị ra đi chậm lại, còn tôi thì thở hổn hển. Một chiếc cầu màu xanh nằm phía xa bên trái một con sông tôi sững sờ một dòng nước lớn với những làn sóng lăn tăn lung linh trong ánh nắng đơn độc trước sự khám phá này chúng tôi cảm thấy như con sông thuộc về chúng tôi tôi cảm thấy tự do khi đứng trên bờ con sông này bên kia bờ sông là những tàn cây cao phủ bóng dài cùng với những khóm cây rậm rạp lá xòe rộng cây cối phía bên đó mọc tươi tốt hơn bên bờ chúng tôi đang đứng trơ trọi chỉ có cỏ khô và đá xa xa nhô ra khỏi những tàn cây cao là bóng cây cọ cây dừa lá xum xuê cảnh vật này thực đẹp tuy nhiên nó gợi ra một cảm giác nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên này a à thi sao cứ đứng đó xuống đi trời ơi xem em kìa em cứ đứng như trời trồng vậy chị ra nói với tôi giọng gay gắt chừng như không tin nổi giọng gay gắt của chị kéo tôi về với thực tại trong chốc lát tôi đã quên mất tại sao chúng tôi lại đến đây khi tôi mới leo xuống theo chị ra một trận mưa đá đất đổ rầm rầm sau lưng tôi lăn xuống triển dốc tay tôi bám lấy bờ đất chân ngập ngừng tôi sợ té chị ra có chiếc cầu kia kìa Tôi nói đưa mặt về phía cây cầu Tại sao chúng ta không đi qua cầu Tôi co người lại Em điên đấy à Bọn chưa lốp Chị giận dữ Đợi em với chị ra Em sợ lắm Tôi vẫn ngồi yên Đưa tay về phía chị Chị ra phải trèo lại Dắt tôi bò xuống Tôi cứ ước chi rằng tôi không đến đây để khỏi mắc vào chuyện đi tìm thức ăn này. Hãy can đảm lên, tôi tự nói với mình. Tôi lý luận, nếu chúng tôi quay trở lui, chúng tôi có thể bị khơ me đỏ ở khu chúng tôi trừng phạt và bỏ đói. Còn nếu tiến lên thì chúng tôi sẽ chạm chán với con sông và cũng có thể bị bọn trơ lốc bắt. Nhưng cũng có thể chúng tôi may mắn và kiếm được thức ăn. Trong một lúc liều, tôi quyết định đi với chị ra. Nhưng nhìn dòng nước xanh ngắt rộng mênh mông, tôi lại thấy sợ. Làm thế nào mà chúng ta đi qua sông được Chị ra Em không biết bơi Tôi nhìn dòng nước mát lạnh đang chảy Tôi biết câu trả lời Nhưng tôi không muốn nghe Chị ra lội xuống nước Chân chị tạo ra tiếng bỉ bõm Tôi đứng yên Nhìn chị Chân như mọc rễ trên nền đất cứng Mình không bơi được Tôi tự nhắc mình À thì Bước tới đi Nước không sâu đâu Thấy chưa đầu chị cúi xuống chỉ mực nước lên đến ngang đầu gối chị nhìn tôi khuyến khích chờ đợi nhưng tôi không thể nghĩ gì ngoài việc rằng mình sẽ bị dòng nước cuốn đi tôi biết rằng mình rất yếu chị ra quay lui nhìn và tôi đề nghị chị đi tới xin thức ăn đi em sẽ ở đây chờ chị sẽ không sao đâu chị nhắc tôi rằng nếu tôi ở cạnh con sông bọn chơ lốp khu ba sẽ bắt tôi đi cứ đi qua đi không sao đâu chị cũng đâu biết bơi chị nói tôi bèn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối như một trái bóng để chị ra khỏi kéo được tôi xuống nước em sẽ không té đâu chị gắt chị sẽ lội bên cạnh em còn em thì nắm tay chị tôi lắc đầu tôi càng sợ hơn khi chị đẩy tôi về phía trước tay vẫy chân bước trên những tảng đá nhô lên trên mặt nước nông cuối cùng chị chỉ cho tôi thấy một chiếc gậy dài nằm bên bờ sông chị trấn an tôi rằng tôi sẽ không té nếu dùng chiếc gậy chống khi đi ngang qua sông và chị lại còn nắm tay tôi nữa an toàn vì thấy hai tay đều có chỗ dựa tôi bèn quyết định thử nước thật mát khi nước lên đến ngực hơi lạnh làm tôi hít vào thở thật sâu không sao đâu chị ra trấn an tôi tôi liếc mắt nhìn chị và thấy chị tỏ ra không chút sợ hãi cùng lúc đó dường như nước đã rửa trôi bớt nỗi sợ hãi của tôi tôi thấy chân tôi trượt trên đá và người tôi nổi lên nhưng nước chỉ lên thấu vai tôi và chúng tôi đã sang được đến giữa dòng sông tiếng nước vỗ vào ống quần nghe thật rõ giữa cảnh tĩnh mịch của dòng sông và rừng cây mắt tôi nhìn theo bờ sông lần này là một bức tường đất và đá lợp đầy các dây leo và bụi cây chị ra leo lên bờ sông bám vào dây leo như là bám vào thang và tôi làm theo chị tôi bám vào các dây trường xuân dại và các tảng đá chắc nịch chôn sâu vào đất âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc a thi nhanh lên chị ra suỵt tôi chúng tôi chui xuyên qua một bụi cây dày rộng rồi bước ra gần một ngôi nhà gỗ lớn trông nó giống như một nhà kho chung quanh có tàn cây che phủ bóng mát các bức tường còn mới sơn màu gạch tươi đây là nơi chị ra nói chúng tôi sẽ gặp một người đàn ông mà chị và các bạn lao động của chị gọi là pop tức cha một người đã từng cho họ thức ăn trước đây chưa chi tôi đã tưởng tượng ra đủ món thức ăn, cơm, cá nướng, tẩm sốt, súp nấu với rau tươi và cá. Chị ra nói nhỏ, bảo tôi đợi một chút trong khi chị đi vào nhà kho tìm bốc. Chí tôi lại tập trung thêm nhiều hình ảnh về thực phẩm. Bún cà ri bò, bánh bột chuối, nước thơm vắt và món mà tôi ưa thích nhất là sandwich pate bằng bánh mì giòn kiểu Pháp vân vân gia vị của tôi gia tăng đồng thời lòng nôn nả của tôi cũng vậy tôi đứng dựa vào tường cầu nguyện cho chị ra và tôi trở về khu của mình được an toàn bao tử của tôi cồn cào hơn nhưng nỗi lo lắng của tôi cũng tăng lên tôi cầu nguyện trời phật mang chị ra trở về với tôi dẫu có hay không có thức ăn a à thi a à thi tiếng thì thào cắt ngang lời cầu nguyện của tôi từ xa chị ra vẫy tay bảo tôi đến chỗ chị chị quàng tay qua vai tôi và cùng tôi bước vào nhà kho nền bê tông chất đầy các trồng gạch và các khối bê tông trang trí chất dọc quanh tường tôi nhìn kỹ nhà kho này ghi nhận tính cách gọn gàng sạch sẽ của nó thật lạ là tìm thấy một tòa nhà chất đầy gạch giữa một nơi trống trơn như thế này Bốc sẽ đến ngày Hồi nãy ông đi lấy thức ăn cho chị em chúng mình Chị ra nói nhỏ Tôi nghe chị Nhưng không chú ý lắm Tôi đang bị chỗ này mê hoặc Nó thật khác với trại lao động cưỡng bách biết mấy Trông nó hiện đại Tân tiến Giống như nông bệnh Hay tà keo thổi trước Dầu tôi chưa từng gặp bốc Tôi cảm thấy ghen tị với ông ta Tôi tự hỏi làm thế nào mà ông ta thích nghi được với cái ý thức hệ mà từ lâu Khơ Me Đỏ giao giảng cho chúng tôi. Không có người giàu, kẻ nghèo, chỉ có bình đẳng, là đồng chí, tất cả chúng ta là một. Nhớ lại, tôi đã nghi ngờ biết mấy khi lần đầu tiên nghe họ nói như thế ở Iat Và giờ đây, trong căn nhà kho càng làm tôi thêm nghi ngờ hơn. Không có bình đẳng, không bao giờ có tôi cay đắng nghĩ a à thi bóc đang đến đó chị ra nhắc tôi chị giới thiệu tôi với ông bóc đây là em gái con chăm rớp sơ bóc tôi nói chắp hai lòng bàn tay lại đưa lên ngang cằm đó là sự lễ phép mà khơ me đỏ không lấy mất của tôi được tôi cũng không cần xem ông ta có tán thưởng cách chào hỏi đó hay không cũng như nó có thích hợp hoặc ông ta có phải là khơ me đỏ và khinh ghét cái nghi thức đó không thay vì chào tôi bằng lời nói ông ta nhìn tôi rồi nhìn chị ra nếu ở vào sam -môn, xã hội thời trước ông ta hẳn phải đáp lại cái Trăm riêp sơ của tôi nhưng vì hai tay ông ta đang cầm chảo và đĩa nên tôi có thể hiểu được Tôi vốn rất hài lòng vì sự tử tế của ông ta sẵn sàng mang cho chúng tôi thức ăn. Ara, à cháu phải cẩn thận khi mang em cháu tới đây. Lúc ra về cũng vậy. Có khối bọn cho lốp đấy. Ông nhắc chị ra trong lúc chị đặt thức ăn xuống sàn nhà. Chúng sẽ tra tấn cháu nếu chúng bắt được cháu. Phải rất cẩn thận. Lời ông nói cho tôi thấy nhiều điều giọng nói của ông dịu dàng giống như cha đang nói với con và qua cách ông không gọi chị ra là đồng chí tôi biết ông không phải là khơ me đỏ tôi chăm chú nhìn ông cao vạm vỡ với làn da sậm màu ô liu tóc đen trải gọn điểm vài sợi bạc tôi đoán chừng ông ngoài năm mươi dáng vẻ của ông cho thấy ông chưa từng biết đến cực khổ hay thiếu ăn. Ông có vẻ có học, được ưu đãi mặc dù mặc đồng phục khơ me đỏ, quần và áo sơ mi đen mới với chiếc khăn quấn quanh cổ. Tôi nhìn ông và tự hỏi, người đàn ông này là ai? Bóc mời chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi xổm xuống trên nền xi măng. Đột nhiên một người trẻ tuổi, mảnh khảnh khoảng 18 tuổi, lông mày rậm và mái tóc dày đen tiến lại gần chúng tôi. Tôi ngước lên, cố nhìn xem anh ta đang cầm cái gì nơi tay. Bóc giải thích, săn làm việc cho tôi, hắn mang đồ ăn thêm cho các cháu. Săn đặt xuống trước mặt chúng tôi một bát cháo lớn đầy những khúc bí ngô vàng với hoa bí và những chồi xanh non. Gần đó là mấy con cá hun khói nô giòn nằm sấp bụng như khi đang bị hun khói vậy rồi là cả một chén nước mắm gồm ba muỗng màu thẫm như nước trà. Mùi nước mắm đậm, thật tuyệt. Tôi thưởng thức mùi thơm đó và tâm trí tôi quay cuồng. Tôi chưa hề được nếm nước mắm kể từ khi chúng tôi bị đuổi khỏi Iat Piat hơn hai năm trước. Cho nên, thoạt tiên tôi không nhận ra nước mắm, cho đến khi cái mũi nhắc tôi, nó dò ra mùi gắt nồng của nước mắm. Từ đó, ký ức tôi sống dậy, mắt mở lớn, đăm đăm nhìn vào các thức ăn. Bóc lấy trong đống đồ ra một chiếc đĩa, rồi ông nhắc nắp nồi lên. Bên trong là cơm trắng tinh. Mùi thơm của cơm mới thọc vào mũi tôi, mùi thơm quen thuộc của mùa lúa mới. Bao tử tôi xéo lên, miệng thì trào nước bọt. Mắt tôi đưa theo tay của bốc dùng muỗng xới cơm vào đĩa. Tâm trí tôi Cả người tôi đều ao ước Muốn vồ lấy cái đĩa nơi tay của ông Cơm xúc trên đĩa của tôi Cao như một đống bột đang dâng lên Tôi muốn ăn ngay Lùa ngay cơm vào miệng Nhưng tôi còn phải đợi bốc Ông đang lấy một cái đĩa khác Để lấy cơm cho chị ra Tôi đưa mắt lo âu Nhìn bàn tay ông cử động từ nồi đến đĩa Tôi phải kiềm chế Để không cựa quậy và kêu lên Làm ơn nhanh lên nhanh lên cuối cùng thì bốc sới xong đưa cho chị ra chị đưa cả hai tay đón lấy một cử chỉ lễ phép đối với người lớn mà mắc thường dạy chúng tôi thôi ăn đi bốc nói liếc mắt nhìn tôi bác cũng ăn đi chứ chị ra hỏi các cháu cứ ăn rồi trở về cho nhanh tôi sọc muỗng vào đống cơm rồi lùa ngay vào miệng họng tôi đầy ắp thức ăn như một người lạ đi vào cơ thể. Tôi bèn múc một thìa canh, nuốt chất nước ấm xuống để làm trôi nhanh những hạt cơm di chuyển chậm chạp. Rồi tôi mới ăn miếng bí, rồi hoa bí, rồi các chồi xanh mềm. Sau đó tôi ăn cá hun khói với nước mắm, rồi lại múc một muỗng cơm đầy cứ cho vào miệng là nuốt chừng ngay, mất tùng mất tích. Hương vị bồng bềnh thân thể tôi bắt đầu lo khi nhận thêm thức ăn vào miệng tôi bèn ăn chậm lại để thưởng thức vị ngọt của bí vị cay của nghệ và xả hơi nóng tỏa dần khắp người tôi bụng đã no nhưng tay tôi dường như không muốn chậm lại như thể tôi đang ăn đua với chính mình vậy uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại